tin chuyển nhượng 29 tháng 7, De Gea không tới Genoa, Liverpool từ chối bán Endo, Arsenal tăng tốc chiêu mộ Merino. Thêm một vài thương vụ đình đám đã hoàn thành vào đêm qua, nhưng cũng không ít cuộc đàm phán đi vào ngõ cụt. Do vậy, trong bản tin chuyển nhượng ngày 29 tháng 7, hãy cùng tôi tìm hiểu về bến đỗ mới của nhiều ngôi sao, cũng như lý do khiến nhiều cuộc thương thảo đổ bể. Không để mất thêm thời gian của các bạn, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Đòi lương quá cao, David De Gea không tới Genoa. Cựu tuyệt Marseille, Liverpool từ chối bán Endo. Chốt xong Calafiori, Arsenal tăng tốc trong thương vụ Mikel Merino. Các đồn đoán về quá trình đàm phán giữa David De Gea và Genoa đã chiếm sóng truyền thông vài ngày qua. Điều này tạo ra hy vọng về việc ngôi sao người Tây Ban Nha sớm chấm dứt chuỗi ngày thất nghiệp để sang Ý chơi bóng. Thế nhưng các cập nhật mới nhất từ Sky Sports cho biết đại diện Serie A đã rời bàn đàm phán do không thể đáp ứng được đòi hỏi lương bổng từ phía cầu thủ 33 tuổi. Điều đáng nói là trong 12 tháng trở lại đây, De Gea cũng không thể cập bến một vài đội bóng bởi lý do tương tự. Vì thế người hâm mộ sẽ cần đợi thêm để biết bến đỗ mới của cựu sao Manchester United. Về phía Genoa, các đồn đoán cho rằng đại diện xứ Bì Ông đang chuyển sang mục tiêu mới là Jorge Petrovic của Chelsea. Bản thân ngôi sao người Serbia cũng đang bỏ ngỏ tương lai nên các bên có thể đẩy nhanh quá trình đàm phán vài tuần tới. Sau khi ngồi vào chiếc ghế nóng ở Olympic Marseille, huấn luyện viên Roberto De Zerbi đã thúc đẩy việc theo đuổi hàng loạt cầu thủ đã và đang chơi bóng ở EPL như Mason Greenwood, Nketiah hay Højbjerg. Không chỉ vậy, chuyên gia săn tin Fabrizio Romano còn vừa làm rõ chuyện đại diện nước Pháp từng tìm cách đưa Wataru Endo về xứ sở lục lăng. Cụ thể, một lời hỏi mua trị giá 14 triệu euro đã được gửi đến Liverpool, nhưng lữ đoàn đỏ đã nhanh chóng từ chối. Do vậy, Marseille đang chuyển sự chú ý sang các mục tiêu khác. Về phần Endo, cầu thủ xứ Phù Tàng đang nỗ lực chứng tỏ bản thân với huấn luyện viên Arne Slot. Thương vụ Ricardo Calafiori đã hoàn thành và Arsenal đang dồn sự tập trung vào các mục tiêu kế tiếp. Theo nhiều nguồn tin, pháo thủ hiện coi Mikel Merino là ưu tiên hàng đầu và sẽ đẩy nhanh quá trình đàm phán trong thời gian tới. Lý do cho sự khẩn trương trên là bởi ngôi sao người Tây Ban Nha hiện cũng được Barcelona cùng Atletico Madrid nhắm đến, nên sức ép với đại diện thành London là không nhỏ một chút nào. Thế nhưng phía ông lớn EPL cũng có thêm lý do để tự tin khi chính Real Sociedad cũng cảm thấy khó giữ chân Merino sau phiên chợ hè. Do vậy, đại diện La Liga sẽ cởi mở hơn với những cuộc đàm phán thời gian tới. Việc Tottenham chiêu mộ thành công tài năng người Hàn Quốc Jang Min-wook đã được làm rõ và tạo sự chú ý lớn với truyền thông. Thậm chí các fan gà trống còn có thêm lý do để chờ đợi tân binh sinh năm 2006 vì một chi tiết đặc biệt vừa được tiết lộ. Cụ thể, đại diện của câu lạc bộ Gangwon, nơi Jang Min-wook đang thi đấu cho biết, sao mai xứ Kim Chi đã lắc đầu trước sự trèo kéo của một ông lớn Big Six khác để gia nhập Tottenham. Điều này là do nhân tố 18 tuổi dành chọn sự ưu tiên cho gà trống và thiện chí trên cuối cùng đã được đền đáp. Tuy vậy, cần nhắc lại chi tiết rằng Jang Min-wook sẽ tiếp tục khoác áo Gangwon theo dạng cho mượn và chỉ ra mắt EPL vào tháng 1 năm 2025. 29 bàn thắng cùng 10 kiến tạo sau 33 trận ra sân ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha mùa trước là thông số quá ấn tượng của tiền đạo Victor Gyökeres. Do vậy, không quá khó hiểu khi chân sút 26 tuổi đang lọt vào tầm ngắm của rất nhiều ông lớn trong phiên chợ hè. Ngay tại giải ngoại hạng, ba tập thể tên tuổi là Liverpool, Tottenham cùng Arsenal đều đã đưa nhân tố sinh năm 98 vào tầm ngắm và đã có những động thái tiếp cận đầu tiên. Vì thế, Victor Gyökeres chắc chắn sẽ là cái tên được nhắc đến liên tục trong các tin đồn chuyển nhượng thời gian tới. Sau khi giành quyền dự Champions League mùa tới, thì Aston Villa đã hoạt động cực kỳ năng nổ trên thị trường chuyển nhượng. Theo thông tin mới nhất, đội chủ sân Villa Park đang muốn đưa ngôi sao Rafinha của Barcelona về lại giải ngoại hạng ngay ở phiên chợ hè. Bản thân cầu thủ Nam Mỹ cũng nhận khá nhiều đồn đoán về tương lai trong thời gian gần đây. Thế nhưng không dễ để Aston Villa hoàn thành thương vụ trên khi mà một số câu lạc bộ tại Premier League cùng Saudi Pro League cũng đang đưa chân sút xứ Samba vào tầm ngắm. Calvin Phillips nằm ngoài những kế hoạch của Manchester City và Football Insider tiết lộ ngôi sao người Anh đã bày tỏ nguyện vọng muốn ra đi theo một hợp đồng bán đứt. Về phía The Citizen, ông lớn EPL hoàn toàn cởi mở với viễn cảnh chia tay cầu thủ xứ sương mù. Hiện tại Everton và Aston Villa đang đặt Calvin Phillips vào tầm ngắm. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ cả hai tập thể đều chỉ hướng đến một thỏa thuận cho mượn. Do vậy, các bên sẽ cần thêm những cuộc trao đổi để tìm ra giải pháp tốt nhất cho Calvin Phillips. Để đảm bảo tài chính nhằm theo đuổi những mục tiêu đắt đỏ, thì Barcelona hoàn toàn có thể đẩy đi các ngôi sao trong đội. Ở chiều ngược lại, một vài đại gia Tây Á được cho là dành sự quan tâm đến Ilkay Gundogan và sẵn sàng đưa ra con số 50 triệu euro trên bàn đàm phán. Dù cho tiền vệ người Đức chưa muốn rời sân Camp Nou, nhưng có thể mức phí hậu hĩnh trên sẽ khiến đại diện xứ đấu bò gật đầu.
Ở chiều hướng hấp dẫn không kém thì Al Nassr cũng sẵn sàng chi ra một con số khủng lên đến hơn 70 triệu euro cho Rafinha. Đây là lời đề nghị tốt hơn đáng kể những lời hỏi mua của các tập thể châu Âu cho ngôi sao Nam Mỹ. Do đó sẽ không quá ngạc nhiên nếu ít nhất một trong hai cái tên vừa nêu xuất hiện tại Saudi Pro League mùa tới. Arda Güler vừa quay lại đại bản doanh của Real Madrid và bắt đầu quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Mọi chuyện càng đáng chú ý hơn khi vài ngày qua xuất hiện tin đồn về việc huấn luyện viên Xabi Alonso dành sự quan tâm đến ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ và muốn đưa cầu thủ 19 tuổi về Bayer Leverkusen theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, kịch bản trên rất khó xảy ra khi Arda Güler hiện hoàn toàn tập trung vào việc cống hiến cho Real Madrid. Ở chiều đối diện, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng rất muốn tạo điều kiện để cậu trò ra sân nhiều hơn trong mùa giải tới. Gia nhập Liverpool vào mùa hè 2019, nhưng Sepp van der Berg mới có 4 trận đấu chính thức cho lữ đoàn đỏ do thường xuyên bị đem đi cho mượn. Việc này khiến tương lai của cầu thủ 22 tuổi trở nên rất khó đoán ở thời điểm hiện tại. Về cơ bản, nhân tố sinh năm 2001 không hề muốn rời từ Klopp, nhưng lại sợ viễn cảnh phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị nếu trụ lại lữ đoàn đỏ mùa tới. Do vậy, các bên cần có những cuộc trao đổi thẳng thắn để đưa ra quyết định hợp lý nhất cho Sepp van der Berg. Robin Lenormand đã cập bến Atlético Madrid và việc này buộc Real Sociedad phải tìm phương án thay thế. Hiện tại, đại diện La Liga đang dành sự quan tâm đến Clément Lenglet và sẵn sàng thực hiện các động thái tiếp cận ngôi sao người Pháp. Về phần hậu vệ 29 tuổi, cầu thủ xứ Lục Lăng không còn nằm trong kế hoạch của Barcelona, nên Blaugrana rất cởi mở với những cuộc đàm phán xung quanh nhân tố sinh năm 1995. Tuy vậy, thương vụ trên vẫn có nguy cơ đổ vỡ do mức lương khá cao mà Clément Lenglet đòi hỏi. Thêm một thương vụ đã nhận khẩu lệnh Hugo vào đêm qua khi AC Milan chiêu mộ thành công Sanisa Pavlovic. Đây là thương vụ không mấy khó khăn của ông lớn nước Ý do trung vệ người Serbia thể hiện rõ nguyện vọng muốn gia nhập đội chủ sân San Siro. Về phần mức phí chuyển nhượng, Rossoneri cùng RB Salzburg tìm được tiếng nói chung quanh mốc hơn 18 triệu euro. Sau khi hai tập thể hoàn thành nốt một số thủ tục, thương vụ sẽ chính thức hoàn thành. Youssoufa Moukoko chỉ thi đấu hơn 600 phút mùa trước ở Bundesliga và đây không phải là thông số khiến ekip của tài năng 19 tuổi hài lòng. Do vậy, người đại diện của nhân tố sinh năm 2004 vừa có một bài phỏng vấn rất dài với báo chí về tình hình thân chủ. Thế nhưng, thông tin được các fan chú ý nhất là việc cầu thủ thuộc biên chế Dortmund đang được các đội bóng ở Anh, Tây Ban Nha và Pháp quan tâm. Do vậy, khả năng Youssoufa Moukoko rồi đội chủ sân xích nhổ Iduna Park mùa tới hoàn toàn có thể xảy ra. Sau một mùa giải đáng thất vọng thì Newcastle đang muốn tăng cường lực lượng nơi hàng thủ. Theo Gazzetta dello Sport, trích trẻ hiện tầm tia trung vệ Malik Thiel từ AC Milan, cầu thủ 22 tuổi đã ra sân 30 trận trên mọi đấu trường mùa trước và nhận định giá khoảng 40 triệu euro. Đây chẳng hề là con số nhỏ nên Newcastle cần cân nhắc thêm trước khi bạo chi trên thị trường chuyển nhượng. Mới trở lại Inter Milan sau bản hợp đồng cho mượn tại Monza, nhưng Valentin Carboni lại sắp chia tay ông lớn nước Ý ngay trong tuần này. Nizazuri cùng Olympic Marseille sẽ có vòng đàm phán mới để hoàn tất việc đưa ngôi sao Nam Mỹ đến Pháp thi đấu. Thế nhưng trước khi để nhân tố 19 tuổi đến Ligue 1 theo một hợp đồng cho mượn, Inter Milan sẽ trói chân cầu thủ này bằng giao kèo mới. Đây là phương án hợp lý với tất cả các bên vì nếu ở lại đội chủ sân Giuseppe Meazza, Valentin Carboni khó tìm được suất đá chính. Trong cùng một thời điểm thì Joshua Fofana được hai đội bóng theo đuổi là AC Milan và West Ham. Dù cho búa tạ là bên đưa mức phí hấp dẫn hơn trên bàn đàm phán nhưng đại diện thành London lại nhận phải lời cự tuyệt từ phía cầu thủ người Pháp. Nguyên nhân là do Joshua Fofana muốn chơi bóng tại Champions League nên đã đồng ý các điều khoản cá nhân với AC Milan. Tuy nhiên, hiện tại ông lớn nước Ý chưa đạt được thỏa thuận nào với phía AS Monaco. Nguyên nhân là bởi đội bóng công quốc chờ đợi một con số ấn tượng hơn cột mốc 17 triệu euro đang được truyền thông đồn đoán. Cảm ơn mọi người vì đã đi hết clip ngày hôm nay, cập nhật về những thương vụ nóng nhất làng Túc Cầu cùng tương lai các ngôi sao sẽ xuất hiện liên tục trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Rất mong các bạn tiếp tục đón xem và dành tặng ekip những lượt like cũng như đăng ký kênh. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.